Đó là một sai lầm rất lớn. Nhớ cái tiêu chí của chương trình là võ thuật rất là quan trọng, nhưng vũ đạo vẫn quan trọng luôn nha. Đây là lý do Gemma muốn về Việt Nam hiện tại như vậy nè. Tại để muốn tò mò những cái võ cổ truyền của Việt Nam. Mình ngồi đây mình coi và mình thật sự mình không nghĩ là đây là phần thi mình coi giống như là một cái tiết mục mà được mời đến biểu diễn. Cái kỹ thuật võ thuật của các em rất là đẹp, chắc, rõ, sạch sẽ. Cái bài biểu diễn này rất là ấn tượng. Nền nhạc cũng như là các cái vũ đạo mà các bạn mang tới làm cho mình cảm xúc mà mình thăng hoa. Đây là lần đầu tiên chúng em được biểu diễn trước một rất là đông người như vậy à. Nên nhóm chúng em rất là sảng khoái, rất là sung ạ. Bọn em vào trường này thì sau một thời gian thì bọn em đã hoàn toàn bỏ được game ạ. Và bọn em sẽ chú tâm vào học hành và rèn luyện võ thuật ạ. Anh không quan tâm về cái điều đó vì cái bài của các em quá tuyệt vời. Đón xem tập 2 Đấu trường võ nhạc phát sóng vào lúc 19h30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình.